Ở đây hơi bị nhiều luôn ấy. Em nhìn đây này, sung đây này, sung ở dưới kia nữa. Sung này á là sung nếp ấy, ăn hơi bị thơm luôn ấy. Ui, hay là chị với em cùng hái với em, ai hái được nhiều hơn? Chị tưởng chị ngặt được à? Em cũng ngặt được một quả đây này. Ê, nhưng mà quả của em bé tí, em giơ đây xem. Nhưng mà cũng bằng quả của chị mà. Gì mà cũng bằng, nhìn đó, của chị là hẳn một chùm, còn của em có mỗi một quả, thế mà cũng so chứ. Ok, em sẽ hái một chùm cho chị xem. Đâu, em hái chị xem nào, xem em hái như thế nào nào. Em đi tìm mà. Ê, chị thấy ở phía dưới kia nó nhiều sung kìa. Nhưng mà em xuống đấy em có khả năng được bơi rất cao luôn đấy. Em có làm kiểu gì mà em đứng ở dưới đấy thì cũng không bằng chị đâu nhá. Ở đây á, chị chỉ có việc á, ngồi trên cây này, xong chị giang tay ra một tí là cứ bứt dần bứt cả cây luôn á. Đây nhá, lại được hai chùm rồi. Chị sẽ ngặt tiếp đây này. Đây nữa này, ở đây có mấy quả bé bé này. Mấy quả này ăn mới là ngon đây này. Cũng ngon đấy, nhưng mà cần phải thêm chút bột canh nữa thì á, tuyệt vời luôn. Chà, cái chỗ này chị thấy nhiều lắm này. Hay là chỉ có một cách, đó là mình chặt luôn cái cành này luôn. Cách chị chặt được ấy. Làm sao mà không chặt được, mình lấy ra, mình phang một cái là nó rời cành ấy mà. Chị chặt được ấy, em gọi chị là cụ luôn. Thế thì em chuẩn bị gọi chị là cụ là vừa ấy. Đây, thêm nữa này. Nhưng mà phải chặt hết đống kia mà. Đây. Bây giờ chị không cần phải chặt cành nữa. Chị cứ ngồi đây, chị tóm gọn, xong chị trao vào túi, thế là được á. Đây, chị vặt cành này cho em xem này. Đây, đó. Tiếp tục nha. Ở đây nữa này. Cần gì phải đâu. Này, chị bắt cho em này. Này, tí chị cho em một nửa. Chị một nửa, được không? Được ạ. Mình sẽ hái hết chỗ này luôn. Đây này. Rồi tiếp tục. Đây nữa này. Đó, ngặt dần luôn. Ở đây nữa này. Sao đấy? Em ở dưới em ngặt được một chùm rồi nè. Đâu? Ôi giời ơi, ở đây thì chị còn hàng đống luôn. Còn của em có ngặt được một chùm thôi á. Chán quá. May là có cái kẹo, chứ không chán chết. Ôi cô ơi, sao mày ai kẹo ra? Mày ốm chết à? Này, chị bảo em mang một canh, sao em không mang một canh đi? Thôi, em nhớ chị, em đừng có bảo em đâu. Chị bảo từ nhà mà, quên à? Ăn xong phải có một canh, nhưng có một canh làm sao được? Nha, dạ, vào đây cho mẹ em. Đang gì đấy? Ui, có kẹo ăn kìa, vào đấy đi. Bọn chị đi đâu mà mang sao đấy, chị em đi với. Này, bọn chị vừa hái sung đây, hơi bị ngon luôn. Đúng nhưng rồi. Mà thiếu một canh. Đây này, tại trà này bảo mang một canh mà không mang luôn á. Em có nhớ đâu. Ê, mà bọn chị cũng đang đi chuẩn bị hái dưa bở đấy, có đi không? Dưa bở đúng không? Nhưng mà dưa bở đấy hình như là phải dằm mấy đường mới cả cho đêm đá nữa. Sao mới ăn được đúng không? Đúng rồi đấy. Đi với bọn chị đi, xong tí nữa cho một quả mang về mà dằm đường. Ok chị. Đây một quả này, trà ơi, cho bọn cô. To thế. Ôi, to không? Này, phía kia sao có nhiều vậy? Đấy, đi ra mà nhặt vào chứ. Này, dưa này á, ai để đây ấy nhỏ mà nhiều thế. Cái dưa này á, nó không đồng đều mấy nhỉ. Quả to quả nhỏ ấy. Nhưng mà chắc là quả nào ăn cũng ngọt với nhau đúng không? Mà dưa bở thì có ngọt đâu nhỉ. Mình phải nhào với đường ăn mới ngọt chứ. Mọi người cứ hàng quả to làm gì. Mình phải hái quả siêu mini để ăn cho nó ngon chứ. Lần đầu tiên thấy thích quả nhỏ ấy. Người ta thích quả siêu to khổng lồ chứ ai thích quả tí hon đâu. À không thích nhưng mà tớ thích đấy. Mà thôi kệ em, miễn chín là được. Nhiều khi quả nhỏ mà nó cũng chín, mà quả to chưa chắc là chín đâu. Mà thôi cứ đi tìm đi, quả nào chín thì ngặt, nhớ phải vàng mới ngặt nhá. Ê cháu ơi, đây có một quả chín này. Nhìn mà này, chỉ riêng quả này đâu, còn quả ở kia nữa kìa. Ôi, quả này chín hơn thì phải á, ngặt quả này đi, chị ngặt quả này. Này, cái này nó như là dưa hấu luôn đấy nhở, có cần chị cắt cho không? Em đứt được rồi. Thế này chị mới biết là không cần phải dao luôn đâu, mà tay cũng được đúng không? Vâng. Đang nhiên cầm theo con dao đi, nhưng mà con dao nó đỡ bị bật tay. Để ở đây. Này, còn quả nào nữa? Ở đây có mấy quả nhỏ này. Ê, cái quả này nó bị dị dạng đúng không? Vâng. Này, cái này hình là có con gì nó chui vào ấy sao ấy nhỉ? Mà nó cứ lỗ bé tí như thế vậy. Chắc con sâu ấy. Em tránh ra đi, em đi gần chị làm gì chứ? Đây là đường chứ, thì làm sao mà em không được đi chứ? Nhưng mà chị chỉ thích chơi với trà thôi, chị chả muốn chơi với em đâu. Thì em mấy cả trà đều thích chơi với chị, sao chị cứ phải phân biệt đối xử thế? Tại vì em hay đẩy chị như thế này, mà em hay tranh đồ của chị, trà có giận đẩy chị như thế đâu. Nhưng mà kệ chứ, kệ chứ, người ta chơi phải hòa thuận, em tầm đẩy. Ui, ở đây có một quả dưa này. Phải em. Này, của em. Đấy, bảo vì sao chị chỉ muốn chơi với trà, tại vì em hay tranh chị á.
cứ làm như là mình không trong. Hả chí. Ê, quả này ngặt được này, lấy ngặt đi, để vào xô. Được chưa? Để vào đây, để vào đây. Ở đây thì có hai quả luôn này. Đây. Ô, sao quả này lại chín vậy? Quả này nữa này, đây mình sẽ rứt được cái dây ra. Đó. Ê, cái này nó hơi cứng nhỉ? Thế về mình phải lấy máy xay sinh tố mình xay ra đúng không? Trời ơi, chị bắt được con chim này trời ơi. Chị bỏ tay ra để em xem nào. Không, bỏ tay ra để chim nó bay mất à. Đây, em thò tay vào, cẩn thận nhá. Này, bắt mạnh vào nếu không nó bay đấy nhá. Bay ra, xà tay ra, ra. Nó hơi bị cái mọt này mà này. Nhưng mà không sao hết, cái phía này vẫn được. Giờ bỏ thử nhá. Vâng. Dưa bỏ thì nó rất là mềm luôn này. Ôi giời ơi. Đây không ở đây, ở đây. Đấy. Đây mình lấy ra mình ăn này. Chắc là nhạt tuyệt luôn đấy chị ạ. Ờ thì phải ngào đường vào, thử xem ạ. Cái vị của nó giống như dưa lê ấy, mà tôi không ngọt như dưa lê thôi. Này mà ngào đường nó xuất sắc luôn. Nhưng mà quả này, cái đầu này nó hơi bị ủng ủng á, thế nên ăn cảm giác nó không ngon như quả bình thường luôn. Ý dồi, quả này đây, quả này tròn hết nhỉ. Nhìn quả này ngon này. Một quả này, ở đâu nữa đây. Ê, cái quả này nó vẫn trắng mà nó cảm giác như héo vậy. Không được, à đây, quả bên này. Đây, quả này được. Mình sẽ ngặt lấy quả này. Hôm nay mình ngặt hơi bị nhiều luôn. Bên này xem nào. Thôi quả này cho vài ngày nữa đi. Ngày hôm sau cũng được. Không biết là từ vừa nãy giờ mình ngặt được bao nhiêu rồi. Cháu ơi, ngặt được nhiều chưa? Em ngặt được nhiều rồi. Ờ, tí thêm ăn ngặt được nhiều hơn nhá. Vâng. Mà cuối cùng em vặt gà chứ. Ôi trời ơi. Tại em thấy gà nhiều quá mà. Nhiều quá đây, xem cho chị này. Vâng. Em thấy được nhiều không? Nhiều. Tha hồ mà bán luôn nhá. Nào. Ba. Cô về lên ạ. Tố về à? Đi đâu vậy? Ê, cho về nhá. Tố. Ôi, Tố nó bám luôn. Gì hả? Chia cho em một nửa nhá. Cái gì? Một nửa dưa? Vâng. Cái này có phải như kẹo đâu mà chia cho em một nửa. Thì em cũng ngặt mà. Em ngặt nhưng mà chỉ cho em vài quả thôi chứ. Cái dưa này bán bao tiền luôn mà đi chia em một nửa là sao? Thì cho em 1/3 đi. Em làm sao đấy, ngáo à. Chà không, chà còn chả đòi quả nào nữa kìa. Ở đấy em đòi 1/3 chứ. Nếu mà là kẹo thì chị cho em 1/3 hay là một nửa ok. Nhưng mà dưa này là mình ngặt, mình thu hoạch để mình đi bán mà. Một quả đấy cũng phải trên 10.000, 20.000 một quả rồi chứ ít đâu. Chị bán đúng không? Thì em mua thì khác gì đâu. Thế mà em mua gì? Như vậy mà em cho mà. Thì cho thêm bùi đắp vào. Cho là thêm bùi đắp, thế mà một lấy mấy quả chị cho? Cho em 5 quả thôi. Em mong về nhà em ăn sáng. Ok, chị chọn cho quả bé ăn nhá. Không, quả chín rồi. Ừ thì quả bé là chín, vừa lại chả đầy quả bé chín. Em quả chín phải nứt ra cơ. Cái quả ban đầu em ngặt đây là bé tí tí á, đúng không? Quả đấy để mấy ngày sau là chín rồi. Cũng được á. À, thế trà đâu? Trà ơi. Chị bảo gì em đây? Này, có lấy dưa không? Em muốn lấy mấy quả chị cho. Thôi, lấy gì chị? Em ngặt giúp chị thôi. Đấy, em thấy chưa? Hỏi trà có lấy không? Trà còn không lấy cái kìa. Thế mà em còn đòi một nửa chứ. Bình thường là chị cũng tự cho, em cứ đòi ngại ghê cơ. Chắc Ngọc trêu chị thôi. Chứ sao một nửa dưa ai mà bê được. Ngọc trêu á? Nhưng mà em trêu thật mà. Em trêu thật á? Vâng, chị em thấy ra em làm gì có thích ăn tôi bỏ đâu. Ôi, vậy chị tưởng thật cơ. Chị cũng thật thà lắm cơ. Không ăn dưa bỏ nhưng mà thôi, tí nữa về chị cũng sẽ cho trà với cả cho Ngọc mang về. Nếu mình không thích thì mình cho người nhà mình ăn cũng được mà, đúng không? Vâng. Thế đi về nhà đấy nhá. Vâng.